Rồi bày cá này tới công chuyện rồi, lại báo công ty nữa. Giờ mang lên công ty thả tiếp nha mọi người. Chứ cá ở nhà nó cũng lên nhiều quá, hết chỗ nuôi à, không biết giải quyết sao hết trơn. Mà không có thời gian làm mini game anh em à. Nên quyết định cầm lên công ty thả ngắm chơi luôn. Lần thả ăn bọc vậy nè, chắc cũng tầm 20-30 con á. Mình tính là làm cái series thả cá ngoài công viên á mọi người. Tại vì mình cũng không thời gian, mình tạt ngang qua công viên mình sẽ thả một số vài cá thủy sinh. Không biết có anh em nào phóng ta, nếu mà anh em có thời gian mà gần Hồ Chí Minh nữa thì ra đấy mà vớt, tất nhiên là cá thủy sinh. Anh em đừng có chê xấu đẹp nha, ai mà ủng hộ bình luận cái đi, mình đợi comment á. Bye. Lại là cá không đồng đây thì chút trải lòng nha. Lúc trước là mấy cái mini game thì cũng có anh em bình luận tặng cá mà còn lấy tiền ship. Trời ơi, tôi tặng cá cho mấy ông rồi, bọc cổ, dây thun, rồi thùng xốp đồ các kiểu, là coi như là không có tiền rồi mà còn bị nói nữa chứ. Thôi giờ đóng đi thả nè, nói chứ chắc không dám làm mini game tặng cá nữa quá. Anh em nào ở gần tôi cập nhật tình hình cá thủy sinh rồi anh em gần thì tới lấy ha. Tôi thì ở ngay gần công viên gia đình. Còn mấy anh em ở xa mua cá bên tôi tặng kèm vài cặp cá thủy sinh về ngắm chơi dạy hàng vui vẻ ha. Anh biết em qua kênh gì được không ạ? Anh biết em qua cái kênh dạ, tức tóc phải đúng không anh? Dạ. Chuẩn bị nghỉ trưa thì có cuộc điện thoại các bạn. Thì có ông anh chờ TikTok đã xem được video của mình và nhắn tin với mình sớm thứ hai các bạn ạ. Bạn thứ nhất thì ở tỉnh nên mình không thể nào ship cá được. Mình chỉ tặng cho anh em gần gần Hồ Chí Minh chơi vui thủy sinh thôi. Và đây là bọc cá mình sẽ gửi tặng ảnh này các bạn. Nhìn chung thì cũng khá nhiều, chắc cũng phải tầm 100 con. Giờ thì mình gửi cá cho ảnh thôi. Ảnh đang đợi mình ở dưới nhà các bạn. Cho em gửi nha. Anh biết em qua kênh gì được không ạ? Đúng rồi. Anh biết em qua cái kênh của Đức Nông Nông á. Dạ, TikTok phải đúng không anh? Đúng rồi. Dạ rồi. Dạ. Dạ rất nhiều. Chắc của cả tầm 100 con á. À luôn. Anh có thể uống sao chưa? Dạ rồi. Dạ rồi. Bye anh nha.